lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi có số đỏ như son trong ngày chủ nhật này sẽ là các tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 28 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, ảnh hưởng của tam hội nên con giáp tuổi Tý suy nghĩ về cách cải thiện mối quan hệ với người thân nhiều hơn. Và chỉ bằng những hành động nhỏ như quan tâm, hỏi han mọi người, bạn cũng đã cảm nhận được tình cảm sẽ được thắt chặt hơn. Mọi thứ diễn ra hôm nay thực sự tốt đẹp nhờ có thiên ấn che chở, cho phép tuổi Tý nhận được sự việc từ góc độ tươi sáng rõ rệt hơn. Chính vì thế, bạn biết mình phải làm gì, đi đâu, phải lập mục tiêu thế nào để có được một ngày làm việc hiệu quả. Nhưng dù sao, hôm nay cũng là ngày nghỉ nên bản mệnh đừng sa đà nhiều quá vào công việc, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu có thể thì nên dành thời gian cho bản thân. Chính bạn cũng cần những giây phút riêng tư cho chính mình. Tử vi tuổi Giáp Tý. Kim, đường dài mới biết ngựa hay, vì thế cứ phải từ tốn. Tử vi tuổi Bính Tý. Thủy, chưa nên cho rằng mình luôn đúng, có nhiều niềm tin sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Tý. Hỏa, hãy vận dụng những kiến thức của mình vào thực tế. Tử vi tuổi Canh Tý. Thổ, bạn và người thương không hiểu nên dễ có cãi cọ. Tử vi tuổi Nhâm Tý. Mộc, có một số nhận định chủ quan, bạn không nên áp đặt. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường. Màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, tam hội xuất hiện cho thấy chủ nhật này sẽ là ngày của bạn, cho bạn cơ hội gọi điện cho bạn bè và cùng nhau có những phút giây vui vẻ thoải mái bên nhau. Nếu có thể thì hãy cùng đến thăm một người bạn lâu ngày không liên lạc để cập nhật thêm thông tin về họ. Thiên tài mang lại tài lộc cho người tuổi Sửu, dễ nhận được sự giúp đỡ về tiền bạc từ bạn bè hoặc người thân. Có thể bạn sẽ được trả nợ trong ngày này, hoặc nếu ai cho bạn tiền thì hãy dành cho việc tiết kiệm nhé. Tuy nhiên, bạn cũng phải có sự độc lập cho riêng mình, đừng quá phụ thuộc vào sự giúp giúp của người khác. Hãy tìm cách để gia tăng tài sản cho mình trong thời gian tới. Tử vi tuổi Ất Sửu. Kim, hành động quyết liệt hơn, bạn sẽ biết mình nên làm gì tiếp theo. Tử vi tuổi Đinh Sửu. Thủy, thu nhập ổn định và tăng tiến mỗi ngày. Tử vi tuổi Kỷ Sửu. Hỏa, sức khỏe không có gì đáng lo ngại, chỉ là bạn chủ quan. Tử vi tuổi Tân Sửu. Thổ, càng nghĩ càng nhiều, không giải quyết được vấn đề. Tử vi tuổi Quý Sửu. Mộc, suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Nhờ có lục hợp đã làm giảm bớt đi sự nóng nảy, bốc đồng của người tuổi Dần, hôm nay bạn kiềm chế được để có thể xử lý một số rắc rối xảy đến với mình. Tuy nhiên, mặt khác bạn cũng cần tự rút ra bài học lớn cho mình để tránh việc phạm phải sai lầm cũ. Kiếp tài khiến cho những nỗ lực hàn gắn tình cảm với ai đó bị thất bại, có thể sẽ bị hiểu nhầm nếu bạn không kịp thời diễn giải. Thế nên, bạn hãy dành thời gian để chia sẻ một cách thấu đáo và cặn kẽ những chi tiết của kế hoạch, ý tưởng đó cho mọi người nắm bắt. Thủy Mộc tương sinh cho thấy bản mệnh đang có khả năng quan sát đặc biệt. Không chỉ vậy, bạn cũng tạo nên sắc sáng tạo và nhạy bén, sự kết hợp tuyệt vời sẽ giúp bạn hình thành kỹ năng quan sát đáng kinh ngạc. Kỹ năng này có thể giúp bạn dễ tìm ra được manh mối cho vấn đề. Tử vi tuổi Giáp Dần. Thủy, giả đạo an yên, tương trợ lẫn nhau. Tử vi tuổi Bình Dần. Hỏa, cần tỉnh táo và sáng suốt trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Dần. Thổ, trước khi muốn ai giúp thì hãy tự giúp mình trước tiên. Tử vi tuổi Canh Dần. Mộc, hành động cẩn trọng, chớ để xảy ra sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Dần. Kim, sức khỏe là vốn quý, cho nên lơ là kẻo bệnh tật tìm đến. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Tý, Thân. Tử vi tuổi Mão. Xem lịch ngày tốt,
Ngày có tam hợp, người tuổi Mão hôm nay khi tỉnh dậy, tâm hồn bạn bao trùm những cảm xúc đầy lãng mạn như là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết. Đây cũng là ngày mà bạn được quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ cá nhân như bạn bè hay người yêu. Hôm nay còn giáp tuổi Mão, nếu nhận thấy mình sai thì nên sửa ngay đi. Ảnh hưởng của tỷ kiên nên bản mệnh có xu hướng cứng đầu hơn. Thế nhưng nếu bạn cứ cố chấp như vậy thì chỉ khiến cho cái tôi cao cao và không chịu tiếp thu, học hỏi kiến thức mới và bị đánh giá thấp đấy. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn đang dần được cải thiện mỗi ngày như chế độ ăn uống khoa học. Không những thế, bạn lúc này cũng thường xuyên có được giấc ngủ ngon, hồi sức sẽ khá nhanh. Tuy vì tuổi Ất Mão, Thủy, thái độ cầu tiến, không ngừng học hỏi sẽ mang đến thành công. Tuổi vì tuổi Đinh Mão, sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều, cần lưu tâm hơn. Tuổi vì tuổi Kỷ Mão, Thổ nên hành sự cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi vì tuổi Tân Mão, Mộc tiếp tục phát huy năng lực của bản thân đúng cách. Tuổi vì tuổi Quý Mão, Kim tình cảm nửa đôi mâu thuẫn khó hóa giải khi liên quan tới gia đình đôi bên. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Tuổi vì tuổi Thìn, nhờ có chính tài phù trợ mà những chú rồng có lợi thế kiếm tiền chủ yếu đến từ việc làm thêm hoặc kinh doanh tay trái. Công sức cày cấy chăm chỉ bấy lâu nay đã đem về phần thưởng xứng đáng, bạn hoàn toàn có thể tự hào vào bản thân. Thủy Thổ xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng để lối tư duy ngắn hạn của mình gây hại. Nếu có thể thực hiện rồi mới sai, rút kinh nghiệm thì bạn đã tốn quá nhiều thời gian công sức. Hãy học tập kinh nghiệm từ người giỏi để rút ngắn quãng thời gian này. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 16 âm lịch, nhân thần ở trong lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tuổi vì tuổi Giáp Thìn, hòa học hỏi thêm những người có kinh nghiệm, kiếm tiền giỏi. Tuổi vì tuổi Bình Thìn, Thổ một số lời khuyên không nên đáng nghe vì họ cũng chỉ như bạn. Tuổi vì tuổi Mậu Thìn, Mộc dù là lý do gì cũng phải hướng đến những mục tiêu phía trước. Tuổi vì tuổi Canh Thìn, Kim tình cảm gia đình không mấy hòa thuận, tránh cãi thường xuyên. Tuổi vì tuổi Nhâm Thìn, Thủy sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của bạn. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất. Tuổi vì tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ đừng vì lục xung mà đánh mất cá tính của mình, dễ bị kẻ xấu đưa đẩy khiến bạn làm những việc trái đạo đức. Thậm chí bạn không đủ tỉnh táo để nhận ra mình sai thì càng là điều đáng lo. Bạn nên tìm cách mở mang kiến thức thay vì cố bắt chước theo ai đó ngay lập tức. Thương quan đang thử thách con giáp tuổi Tỵ, hãy cho mọi người thấy sức bền của bạn đi nào. Hãy vững tâm và tỉnh táo, bởi vì như thế bạn có thể biết được mình cần phải làm gì lẫn giải quyết vấn đề sao cho hiệu quả. Trong mọi tình huống, đừng vội lo lắng mà mất đi sự tỉnh táo cần thiết. Ngũ hành xung khắc cho thấy tài lộc của bạn thời gian này lại kém may mắn hơn hẳn so với trước đây. Thậm chí một số người còn không may rơi vào rắc rối về tiền bạc, cần phải có thời gian để bình tĩnh xử lý từng bước một. Tuổi vì tuổi Ất Tỵ, hòa chỉ nghe tư vấn của những ai đã thực sự thành công. Tuổi vì tuổi Đinh Tỵ, Thổ mâu thuẫn bất hòa luôn là nguyên nhân dẫn đến chia ly, đổ vỡ. Tuổi vì tuổi Kỷ Tỵ, Mộc không phải ai cũng hiểu những việc bạn đang làm. Tuổi vì tuổi Tân Tỵ, Kim tình cảm lứa đôi căng thẳng, tranh cãi triền miên. Tuổi vì tuổi Quý Tỵ, Thủy công việc bất thuận, sai lầm gây tổn thất ít nhiều. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Thìn. Tuổi vì tuổi Ngọ, xem tử vi hàng ngày, thức thân ghé thăm cho thấy sức hấp dẫn của người tuổi Ngọ sẽ đến từ chính sự tự tin của bạn. Thế nên nếu bạn có thể thể hiện được sự tự tin đó thì mới thực sự thành công. Hãy cho mọi người thấy bạn là một thỏi nam châm đích thực. Ngũ hành xung khắc gây ra một số rắc rối giữa bạn và người thương. Có thể mọi việc xuất phát từ chuyện nhỏ, chỉ là bạn đã chuyện bé xé ra to mà thôi. Hai người khi thẳng thắn nói chuyện cũng cần phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam, phía ngoài phòng giã gạo, phòng xay bột và giường ngủ của thai phụ.
Do đó, bạn mệnh không nên lui tới tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa đục đẽo tại nơi này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, trở nên chủ quan lơ là với sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, đừng ỷ lại vào những gì mình có được, hãy liên tục phấn đấu nỗ lực hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, các mối quan hệ xã giao cần chăm chút, khéo léo hơn nữa. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, vận trình công việc khởi sắc, thuận lợi, thăng tiến phát triển. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, việc của bạn là thay đổi bản mình trước. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, thân, Sửu. Tử vi tuổi Mùi, ảnh hưởng tám hợp mang tới hạnh phúc cho không ít người tuổi Mùi trong ngày cuối tuần này, đó là hoa hồng, chocolate hay những buổi hẹn hò như ý. Nếu bạn đang độc thân, chủ nhật sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn tìm cho mình một cơ hội thú vị. Thiên tài đưa tới nhiều cơ hội kiếm tiền từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Chỉ một cuộc gặp gỡ đã có thể khai mở cho người tuổi Mùi những cơ hội mới. Thế nhưng, số tiền mà bạn có đầu tư có hạn nên bạn phải chọn lọc loại nào phù hợp với mình. Thủy thổ xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút. Lý do có thể là gần đây bạn đã có nhiều vấn đề lo lắng nên không ngủ ngon. Có nhiều người sụt cân rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, nếu khiêm tốn thì công việc thuận lợi, mưu sự cũng dễ thành. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, đề phòng kẻ tiểu nhân luôn có ý định hãm hại bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, thể hiện được năng lực của bản thân, ghi điểm trong mắt cấp trên. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nên đề phòng các bệnh mãn tính có thể tái phát bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, tình cảm lứa đôi hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, ánh kim, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi phương Đông, thần hợi tương hại khiến cho con giáp tuổi Thân có một chút thiếu quyết đoán liên quan đến công việc, thậm chí bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra một lựa chọn quan trọng nào đó. Sự may mắn kết hợp với tham vọng mà chính quan đưa tới sẽ giúp cho người tuổi Thân có những bước tiến dài trong ngày hôm nay. Vì vậy, bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội này để lập ra cho mình những mục tiêu lớn hơn và nỗ lực để hoàn thành chúng. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho những ai muốn cải thiện chuyện tình cảm của một nửa của mình trong ngày này bằng buổi tối lãng mạn bên nhau. Người cầm độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, vì thế đừng ngại việc tìm hiểu người mới bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, cần hết sức tỉnh táo, đừng bị tác động bởi ai đó. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa, công việc gặp không ít ngáng trở, cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, đừng lơ là. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, nhận được sự tín nhiệm của mọi người, công việc thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, công việc thuận lợi, có cơ hội thực hiện được các dự án ấp ủ từ lâu. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xám, vàng, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, thiên quan nhắc nhở bạn phải để ý tới chuyện nhỏ vì tính chi tiết thực sự quan trọng với tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Vì thế, hãy để ý tới từng thông tin nhỏ nhặt nhất, những chi tiết nhỏ, bởi vì bạn có thể không bỏ qua chúng mà mắc sai lầm. Thủy Kim tương sinh cho thấy không khí trong gia đình đã được cải thiện khi mà ai đang có mâu thuẫn cũng nhanh chóng tìm được cách hóa giải. Lúc này, mọi người yêu thương và đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Càn Ất. Ngày Càn Ất thì không trị bệnh ở hầu, do đó bạn mệnh lưu ý điều này để tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, bản lĩnh vững vàng, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, đừng bất chấp rủi ro mà hành động, hậu quả sẽ khôn lường. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, cẩn thận hành động nếu không muốn tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, cẩn trọng hành động, chớ để xảy ra sơ suất. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nhận được sự tín nhiệm của người có uy tín. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Tuất,
Xem tử vi hàng ngày, chính tài hậu thuẫn cho các quyết định về tiền bạc của con giáp tuổi Tuất thêm phần chính xác hơn. Như trước khi bạn thực hiện, cần phải dành thời gian xem xét, đánh giá các chướng ngại vật cũng như khả năng của chính mình. Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn mệnh không giỏi trong việc giữ hòa khí với mọi người. Có thể người khác nói đùa nhưng bạn không hiểu và làm lớn chuyện. Bạn phải cân nhắc lại cách hành xử với mọi người nếu không muốn bị xa lánh. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay bạn mệnh lưu ý nên kiên cữ, chuẩn cất, cưới gà, chùa cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường, các việc khác cũng không hay. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, nhanh chóng xử lý được những vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, duy trì mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường phát triển của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, học hỏi kỹ năng để cải thiện cuộc sống của chính mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, đừng quên dành sự quan tâm và chăm sóc của mình cho nửa kia. Còn số may mắn 5, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, mùi, ngọ. Tử vi tuổi Hợi, tử vi hàng ngày nhận thấy Hợi Hợi tự hình xuất hiện vào ngày cuối tuần khiến cho người tuổi Hợi khó được yên. Bạn thường tự nghĩ việc để cho mình làm, bạn bận rộn với những suy nghĩ, tính toán về vấn đề tài chính thay vì dành quá nhiều thời gian cho các cuộc hẹn hò. Trình ấn đang nuôi dưỡng tinh thần của người tuổi Hợi rất tốt. Hôm nay là ngày mà bạn cần phải sống thật với những cảm xúc của mình thay vì để chúng bị tác động bởi bất cứ ai. Bạn có thể tỉnh táo và sáng suốt tùy lúc, còn có những lúc bạn cũng cần phải tỉ cảm tính một chút. Thủy khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới vấn đề sức khỏe của bản mệnh trong ngày chủ nhật này. Nếu không có việc gì quan trọng, bạn nên dành hầu hết thời gian để nghỉ ngơi đi nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, bạn tự tạo ra rào cản cho chính mình chứ không phải ai khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút đáng kể, cần điều chỉnh và nhanh chóng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, có những niềm tin lúc này đã bị lung lay đi ít nhiều. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, cẩn thận có kẻ tiểu nhân đang đợi bạn sơ hở để làm hại. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, gia đạo bất hòa, khó an yên chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ hóa thành to. Còn số may mắn 4, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Đánh giá tử vi chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp. Con giáp nào gặp được nhiều điều thuận lợi suôn sẻ trong ngày này? Đó có thể là con giáp tuổi Sửu hay tuổi Mùi. Con giáp nào khó tránh khỏi rắc rối trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.